Diễm Kiều, Diễm Kiều đâu, mày ra đây, mày ra đây, mày phải có trách nhiệm với cuộc đời của tao. Diễm Kiều, cái gì vậy? Đâu mà mày ra làng mày dĩ tử đây hoài mày? Ơi, mọi người có nhớ không? Mọi người có nhớ mà cái bữa mà tôi bị thất tình không? Nhớ. Người của tôi như điên như dại, nhớ chưa? Nhớ. Rồi mấy người chuốt rượu tôi say, nhớ chưa? Nhớ. Chính vì cái bữa trưa đó, Diễm Kiều đã cướp đi đời trai chính tiết của tôi. Trời ơi, Diễm Kiều, trời ơi, sao vậy? Mày bị mất đời trai rồi hả Nghĩa? Đúng rồi. Trời ơi, bão táp không ba. Trời ơi, cuộc đời của tôi, chính tiết của tôi giữ gìn mấy chục năm nay, bây giờ Diễm Kiều cướp một cách không thương tiếc. Diễm Kiều ơi, cái gì vậy? Tại sao vậy cô? Cô phải có trách nhiệm với cuộc đời của tôi, phải có trách nhiệm cái hậu quả mà cô gây ra cho tôi. Thiệt, cuộc đời tôi mắc gì phải có trách nhiệm với anh? Không có trách nhiệm với nhau gì cho không, tôi không quen với anh. Anh đi đi. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, tại sao cuộc đời này đối xử tàn nhẫn với tôi vậy? Trời ơi, nhục mặt mày chứ The. The ơi, cái tên ba má đặt cho mày xấu lắm hả The? Rồi mày lấy cái tên ê, khoan đi, tôi tên chính Nghĩa mà. Nghĩa The gì vậy? Tao còn ca giọng cổ nữa. Đấy là cái chỗ cuối mà chốt lại mới là xuất sắc nè. Mày quăng bỏ cái tên The để mày thay thế vào cuộc đời xấu xa thui nát. Ông ám chỉ tôi hả? Ý ông nói tôi đi làm gái hả? Tôi đi dắt hơi nha. Trời ơi, nó khùng ghê vậy. Diễm Kiều, gì nữa? Em phải có trách nhiệm với tôi chứ. Trách nhiệm gì trời? Hậu quả em gây ra, em đã cướp đời trai của tôi. Trời ơi, nói nghe không, giờ cho tôi nói như vậy nè. Theo lệ thì cái chuyện này không biết ai đúng ai sai, không biết là có làm rồi hay chưa làm, nhưng mà người ta truy cứu trách nhiệm là con gái người ta mới là lỗ lạ. Nhưng mà mày là con trai mà mày tối ngày mày đòi đi truy cứu trách nhiệm hoài là sao? Chị Xu nói vậy không đúng. Không, chị nói vậy không đúng. Tự nhiên là chị là đi bên em chị. Con trai nhiều khi người ta cũng có sự lỗ lạ không ta chứ. Cái này không phải là em là không có liên quan gì, nhưng mà em thấy đúng nha. Đó, coi như là cái ngày hôm đó là tai nạn đi. Vậy đúng đi. Không? Bây giờ mình xí xáo bỏ qua đi, rồi ai nhà về nhà đấy coi như là chưa có chuyện gì. Đúng rồi, vậy thôi. Em nói gì đâu có đúng. Em là em của anh, em nói nó bị trất quốc á. Cái gì trất quốc? Mà dùng cái từ mà nó chân thật là em nói ăn nói trất he đó, em biết không? Trất he gì? Thằng Nghĩa nhỏ lớn vậy nó không cha không mẹ, phải bảo vệ nó chứ. Và anh là ai? Là người đàn ông trong cái xóm bến đò này, anh đại diện cho hội phụ nam, phải bảo vệ cho chính Nghĩa. Đúng, tôi cũng vậy. Nếu như mình bỏ qua cái chuyện này á thì cái xóm bến đò của mình á nó sẽ tệ lắm, chị biết không? Nên không thể, không thể nào làm cho rõ ràng ra, truy cứu trách nhiệm. Phải làm cho rõ ràng, phải truy cứu ra như thế nào. Nếu như cái buổi trưa đó mà hai người có chuyện gì thì chính Nghĩa là người phải chịu trách nhiệm. Trời đất ơi, thôi đi, tôi xin đi. Tôi không cần ai chịu trách nhiệm, chính Nghĩa chịu trách nhiệm gì hết, coi như là phút ngựa tri phong đi. Tôi năn nỉ luôn á. Nó không cần trách nhiệm mà mấy người mất mới gì mà nó đồng nồng, nó đòi nộm trách nhiệm vậy. Trời đất ơi, em ơi, em là con gái. Mà cái chuyện hệ trọng cuộc đời mà sao em đơn giản rồi. Vậy? Bên này không đồng ý. Không đồng, đồng ý. Không đồng ý. Đồng ý. Không đồng ý. Đồng ý. Không đồng ý. Tôi hoài cũng không được vấn đề gì chứ á. Bây giờ nè, em thấy gì ha? Nếu như mà bên đàn gái vẫn không nhớ, bên đàn trai cũng không nhớ, vậy thì mình có một cái cách này là để cho hai người này nhớ lại. Cách gì? Thực nghiệm hiện trường. Thực nghiệm. Thì đó, như là Linda nói là muốn hả, tôi với ông là phải vô trong căn phòng này thực nghiệm lại để coi bữa đó là mình có làm gì hay là không, hay là không có làm cái gì. Thì bây giờ là coi như hai đứa mình phải kết hợp đúng không? Đúng rồi. Thì coi như là bữa đó là tao với mày mặc đồ y chang vậy luôn nè. Đó. Đúng rồi đó. Thì đồ y chang rồi đó. Bây giờ là tao bước vô phòng trước. Đó, bữa đó ông bước vô phòng trước nè. Mà sao ông nằm cái hướng, tôi nhớ là hướng xéo vậy nè. Tôi cởi, tao cởi áo ra. Đúng nè. Đúng, ông cởi áo ra. Đó, ông quăng lại đây nè. Không, tao quăng bên đây, mày chỉ sai, tao quăng bên đây. Tôi quên đi, tôi cũng xỉn mà. Vậy là tao nằm xuống đúng không? Đúng rồi, tôi nhớ lúc đó nè, tôi là từ ở ngoài nè. Tôi xỉn, tôi trong cửa, tôi mở cửa tôi vô nè, đó tôi vô nè, là tôi thấy ông nằm ở đây. Xong tôi nói là tôi cũng nằm luôn. Đúng không? Tôi cũng nằm luôn nè. Là tôi cũng nằm. Ê khoan. Gì? Chưa được. Nó còn thiếu cái gì á? Thấy nó thiếu cái gì á? Thiếu gì ta? Ê!
xỉn. Nhậu đi. Nhậu đi. Mình phải nhậu. Ờ. Phải nhậu mới thực nghiệm lại mới đúng chính đúng xác. Rồi. Chứ bây giờ không thực nghiệm nhậu là không được. Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Mà, ê. Cái gì nữa? Nhưng mà nhậu nhiều quá rồi xỉn sai rồi sao nhớ? Mày ngu quá. À. Sao? Mình thực nghiệm lại thôi, mình nhậu sơ sơ thôi, nhậu à. Cho quắc cần câu rồi mình thực nghiệm không có được. Hiểu không? Đúng rồi, rồi bây giờ quyết định nha. Nhậu. Vô. Vô. Đã. Đây đây. Ê. Ơi anh là chính nghĩa. À. Công nhận cái rượu của bồ nha, phải nói là nó xuất sắc hơn. Uống một cái là nó tăng cái đầu. À, tôi nói cho mình nghe, à rượu này là rượu mà coi như bí quyết gia truyền á. À, ừ. Ngâm xăm vô ngâm đồ bổ rồi cho vô trong đó không mà. Lấy gì mà không. Xịn lắm không? Mà nói nghe nè. À. Thấy sao? Thấy người giờ là nó nóng nóng rồi đó nha. Bây giờ mình đừng có uống nữa. Anh cũng thấy nóng nóng ở trong người rồi. Thấy hả? Mình uống xin quá. Mình không có nhớ đúng mình thực nghiệp đâu. Đúng rồi. Giờ mình thực nghiệp đây nè. Đó. À, vô bây giờ mình vô vị trí đi ha. Vị trí đây nè. Ừ. À. Đó đó là... Là lúc đó là nằm đây đúng không? Đúng rồi. Ừ. Nằm nè. À. Đúng không? Nằm đi vô là đúng không? Sau đó em từ ở ngoài cửa đi vô nè. Được ngoài cửa nè. Em bước vô. Em nói, ê, sao tự nhiên mày nằm trên giường của tao vậy? Ê, đau đầu quá. À. Ủa, lúc đó cái anh mới nói là, ê, cái con mập kia sao vô đây làm gì? Xe lỗ ghen cho anh đi. Yeah. Xong rồi bắt đầu cái em cũng lên. Em lên à, cái em lên à, đúng rồi, em lên à. À. Xong cái em cũng nói là tao xe cho mày. À. Yeah, em mới xe cái lỗ tai. Phê quá bồ ơi.